Hello mọi người, và lại là vlog Giáng sinh đây. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi mua quà. Mình nghĩ là mọi người cũng biết cái trò mà kiểu như bọn mình đã bốc thăm xem là Giáng sinh năm nay sẽ tặng quà cho ai và bí mật với người đấy. Mọi người kiểu bọn mình tặng quà lẫn nhau kiểu đổi quà ấy. Thì hôm nay mình sẽ đi mua quà để tặng cho người mà mình đã bốc thăm chúng. Do là dạo đây mình khá là bận nên là mình chưa tranh thủ đi mua quà được. Thì hôm nay mình sẽ đi mua quà. Bắt đầu thì mình đã có dự định sẽ tặng quà gì rồi, mình đã nghĩ được trong đầu rồi ấy. Nhưng mà kiểu như cái thời gian ship đến nhà mình nó hơi lâu và nó bị muộn mất cái ngày mà mình sẽ tặng quà cho nhau ấy. Thì kiểu nó muộn mất đây là mình nghĩ bây giờ mình sẽ đi tìm cái món khác. Và ngoài trời bây giờ đang rất là lạnh ý. Và ở ngoài đã tuyết rơi rồi mọi người ạ. Ở ngoài thì bây giờ tuyết đã rơi rồi. Thì mình sẽ cần phải mặc ấm. Ok. Và mọi người cùng đi cùng mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ đi một mình bởi vì là tặng quà mà mọi người kiểu mình bọn mình phải giữ bí mật với nhau ấy. Hiện tại thì mình cũng chưa biết là ai sẽ là người tặng quà cho mình, và đương nhiên là mọi người cũng chưa biết mình sẽ là tặng quà cho ai. Mình thấy cái trò này nó rất là vui mọi người, nên là mình nghĩ là mọi người nên thử chơi trò này cùng với bạn bè xem sao. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi thôi mọi người. Thường thì là đấy mọi người, những cái ngày mà tuyết rơi thì người ta sẽ rắc muối ra đường để cho tuyết để nó tan đi ấy. Hello mọi người, và hôm nay mình đã đặt gà về đây. Đi về thì kiểu cũng cho ăn tối nên là mình đã quyết định là đặt gà về và xem phim. Thì mình mua một con gà thì sẽ được tặng một coca. Và hôm nay là Giáng sinh nên là bên BHC có tặng cho mình một quyển sổ như thế này, rất là xinh luôn. Và kiểu như mình đi mua mình không biết là có cái vụ này ấy, nên là xong rồi kiểu được tặng thôi cũng vui, bất ngờ. Và ngoài ra thì cũng có sốt củ cải đi kèm, và có cả sốt chấm nữa. Tại vì bình thường ấy thì ăn ở đây mình sẽ hay gọi cái gà phô mai ấy mọi người, nhưng mà hôm nay thì mình đã đổi loại bởi vì mình kiểu ăn cái loại đấy chán nên mình muốn thử loại khác. Thì xong rồi mình đã gọi, thì đây một nửa là gà cay với cả là một nửa là gà thường ấy. Và ôi không, và cái này hình như mình để lâu xong rồi cái hôm nó bị quặt eo ra rồi mọi người, tại vì kiểu mình mua về xong rồi mình đi tắm ấy. Đây thì đây là gà của mình này, mình không biết là mọi người có xem không. Ôi mình sợ lắm, mình sẽ quay. Yeah, và mời mọi người ăn cùng mình nhá. Và đương nhiên là gà sẽ đi ăn cùng với bếp.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục gói quà. Và mình đã có một cái, mình đã mua một số những cái nhà này thì mình muốn bảo bóng này cho nó hợp với cái màu nâu mà mình đã mua ở trong bản mắt đấy mọi người. Và ngày ra thì mình có mua một cái ri băng màu xanh, bởi vì mình mua muộn hơn Noel ý, có nghĩa là hôm qua là ngày 24, hôm nay là ngày 25 rồi mình mới đi mua, nên là những cái màu đỏ, màu xanh, nói chung là những cái gì mà trông nó Giáng sinh ấy thì đều sold out hết cả luôn, nên là mình mua được có mỗi cái này, nó liên quan một chút, nó kiểu màu xanh nhạt đấy mọi người. Ngoài ra thì mình cũng mua một cái kẹo bé bé này để mình gắn lên đây, mình cũng không biết nữa. Và mình cũng có tham khảo một chút ở trên Pinterest thì mình muốn làm bằng cái dây thừng cơ, không phải là dây băng đâu, nhưng mà vì không có đây là mình phải đánh chấp nhận. Bây giờ chúng ta sẽ gói nhanh nhanh tại vì mọi người đã tập trung hết ở bên nhà chị Kỳ Anh rồi. Nhà bạn mình nó ngay ở bên cạnh nhà mình luôn, nói chung là như cửa hàng xóm ấy mọi người ạ, nên là kiểu bây giờ mình chỉ cần bước sang bên kia phát là nhà bạn mình luôn ấy, rất là tiện. Chúng tôi đang đi mua pizza. Và trong lúc đợi pizza thì bọn tớ sẽ đi mua marshmallow để tí nữa về làm cacao. Let's go. Mày vừa nhìn thấy đâu cơ? Đây có phải đây không? Không. Marshmallow đây này. Nhưng mà em muốn này. Đây này, cái marshmallow nhỏ nhỏ đây không? Đây là to đùm mà. Đây để nướng. Mua cái túi này túi kia đi. Không, nhưng mà ta ý là kiểu em muốn mua cái màu trắng ấy. Muốn mua cái vô thắng. Không phải tẩy chay. Vô. Ta chủ chưa mọi người ơi, đây quần của Thành này, Thành cho tôi mượn á. Thành nó bảo là không được size dress code. Còn đây là áo to quần tôi nhưng tôi đã bị giật mất áo. Mọi người ơi, một bộ pyjama mọi người, đây là cái quần này, đây cái áo. Đây. Bây giờ chúng tôi sẽ bóc quà rồi ăn. Let's go. Vậy thôi thầy đi, đứa nào thua đứa nó bóc, đứa nó chào trước. Đúng rồi. 1 2 3. 1 2 3. Em đoán tâm tặng quà cho chị Kỳ Anh. Ừ, nhìn cái mặt khăn này nó cũng nguy lắm. Thực ra tao không thật quả cho chị Kỳ Anh đâu. Mà là... Thôi chị Kỳ Anh. Ôi, tôi chuẩn bị rồi. Tôi đã chuẩn bị sẽ thật. Hôm nay mình xin được cho xin được cho tặng cháu Kỳ Anh. Sau đây tôi xin được phép tặng quà này cho Phạm Tức Thành. Chị ơi, chị tỉnh dậy đi chị ơi. Tỉnh dậy đi ạ. Chị ơi, chị có thể nêu cho em cảm xúc được mà khi mà mình được giành được chiến thắng. Tôi mừng khi hôm nay được đăng quang vị cao nhất. Đây sẽ là một khoản đầu tư thành công. Tôi đã ký hợp đồng thành công. Nào, bây giờ đến lượt tao với mày đúng không? Thế rồi, ngủ xịt. Ơ, tao bây giờ không bây giờ hai người đưa một lúc luôn ấy, tại cái này nếu mà cái cuối cùng thì người còn lại đó thì nó không biết rồi. Đây là còn tôi và cô ấy. Tôi thích để trên được không? Và bây giờ phần quà không, tôi là người để trên. Mình để trên rồi. Và chúng tôi cho tặng cho ai nhá? Cho ai? Cho ai? Cho ai? Cho ai? Mất
Cái đấy chỉ để trang trí thôi, chị ăn cũng được. Ê? Để ở đây được không? Em thật ra ăn được á? Ăn được, ăn được. Cái kẹo mà. Nó tặng tôi cà chua. Là sao? Ê, sao mày lại tặng tôi cà chua? Mông hồng cà chua. Và tôi nhận được là cà chua. Chị chưa chụp cái kia. Chết luôn đó chị ơi. Mời mọi người cả nhà nha. Mày đi nhắn cơm. Ừ. Như chị. Không khác mặt mà. Nhưng mà đi cả. Mà nào tí đắp nha. Không ăn được cái gì. Không mai hết chảy đâu này. Nè, đút cho mọi người nha. Ông ơi, mày bỏ cái thùng cà chua ra. Mày đi chứ. Ê, tao bắt kẹt trong cái đùi của con hoan rồi. Stop ơi. Em vô stop kế. Đây cho xem cái thằng này nhá. Ừ. Nó đi thế giới mộng mơ gì à. Những thành phố mơ màng. Đó. Chị sẽ lấy công này. Có không anh? Hello mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ đi countdown năm mới. Luân sẽ đi ra tòa Lotte để xem bán pháo hoa, để đi xem countdown. Lần đầu tiên đó năm mới ở Hàn Quốc. Tôi đang bị ốm nữa mọi người ơi. Thì đây chúng tôi sẽ có ở đây. Mọi người ơi, buồn sốt quá à. Tell me why you have to go, cause this pain I feel it won't go away. Ôi mọi người ơi, còn 10 phút nữa thôi, đến 10 phút kiếm mình nào. Chúc mừng sinh nhật. Chúc
Happy Christmas. Merry Christmas nha. From looking at your face on the wall.